Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin tối của Kiện Bóng Đá TV. Rạng sáng nay, những trận đấu tại Champions League đã đem lại rất nhiều cảm xúc cho người hâm mộ. Nhưng những gì đọng lại không chỉ là bàn thắng, mà còn là những hình ảnh khó có thể quên. Như thông báo trước trận đấu với PSG, Ronaldinho đến sân công viên các hoàng cử với tư cách là khách mời danh dự của đội bóng thành Paris. Trước khi trận đấu giữa PSG và Leipzig diễn ra, huyền thoại bóng đá Brazil đã xuống sân chào khán giả, đồng đội cũ của mình. Và lúc Ronaldinho bước xuống thảm cỏ sân Parc des Princes, các cầu thủ PSG và Leipzig đang khởi động chuẩn bị xung trận. Ronaldinho xuất hiện với chiếc khăn quàng Barca trên cổ, tới ôm thắm thiết và vỗ nhẹ nhiều lần vào lưng của Messi. Còn đàn em thì cũng vồ vập, như thể hàng thập kỷ người Anh 41 tuổi mất tích rồi. Ngôi sao người Argentina và huyền thoại bóng đá Brazil từng có thời sát cánh bên nhau trong màu áo Barcelona ở giai đoạn từ 2004 đến 2008. Thời gian này, bộ đôi cùng nhau giành cả ngôi vương La Liga lẫn Champions League. Màn tái ngộ với Ronaldinho như thể truyền cảm hứng cho Messi, để anh sau đó ghi cú đúp giúp PSG thắng đại diện Đức 3-2. Cũng có thêm một hình ảnh thú vị, khi một fan nhí đã không ngần ngại tặng mẹ mình để đổi lấy áo đấu của Messi. Chắc chắn chỉ là vui thôi, nhưng hình ảnh này cũng đang thấy tình cảm mà người hâm mộ dành cho Messi. Đọ sức Liverpool ở lượt trận thứ 3 bảng B Champions League, Atletico Madrid để thua với tỷ số 2-3. Hai cầu thủ ghi bàn cho đội khách là Salah, phút thứ 8 và 78, và Keita phút thứ 13. Trong khi đó, Griezmann là người đã ghi hai bàn thắng cho đội chủ nhà ở các phút thứ 20 và 34. Ghi hai bàn, nhưng đây là một trận đấu đáng quên với Griezmann vì tuyển thủ Pháp đã đẩy Atletico Madrid vào tình cảnh khó khăn ở hiệp 2. Phút 52, Griezmann có pha đạp chân vào thẳng mặt của Firmino. Hậu quả, cầu thủ của Atletico Madrid theo dạng cho mượn từ Barca bị phạt thẻ đỏ trực tiếp. Như vậy, Griezmann bị đuổi sau khi tỏa sáng ở hiệp 1 với hai pha lập công gỡ hòa cho Rodri Blancos. Theo thống kê, Griezmann là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử dính thẻ đỏ sau khi lập cú đúp ở một trận đấu tại Champions League. Chiếc thẻ đỏ tai hại khiến Atletico Madrid rơi vào tình cảnh khó khăn trước khi thủng lưới thêm một lần nữa và để thua chung cuộc với tỷ số 2-3. Sau chiến thắng 2-0 trước Man City, PSG tiếp tục được chơi trên sân nhà bằng trận tiếp đón Leipzig từ nước Đức, lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League. Huấn luyện viên Pochettino khởi động phần chia sẻ sau trận. Cần có thời gian, chúng tôi vẫn cần cải thiện lối chơi và chắc chắn sẽ có một ngày tốt dần lên. Đối với Leipzig, PSG đã không thể tìm được giải pháp tập thể và đó là lúc chúng tôi tin vào tài năng cá nhân của Messi và Mbappe. Với cú đúp vào lưới Leipzig, Messi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi hai bàn thắng liên tiếp trên sân nhà ở đấu trường Champions League. Sau Neymar năm 2017, Alex năm 2012 và George Weah năm 1994. Đó cũng là pha lập công thứ 18 và 19 của Messi tại sân chơi này trước các đối thủ đến từ nước Đức. Theo chuyên gia chuyển nhượng Thổ Nhĩ Kỳ Conor, Newcastle muốn đưa Mesut Ozil trở lại nước Anh vào tháng 1 tới và sẵn sàng chi đậm cho thương vụ này. Ngoài tiền vệ người Đức, Trích Tròe cũng muốn chiêu mộ thủ môn của Fenerbahce, Atayba Junior. Kế hoạch lấy Jude Bellingham của MU vừa bị dội một gáo nước lạnh với đòi hỏi phí chuyển nhượng quá cao từ Dortmund. Truyền thông Đức đưa tin, Dortmund cho biết sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán nếu nhận được lời đề nghị hợp lý. Con số mà Dortmund đưa ra là khoảng 130 triệu euro, tức 109,7 triệu bảng. Phong độ của Bellingham rất tốt kể từ đầu mùa. Đây là lý do MU nỗ lực đưa tài năng 18 tuổi này trở lại nước Anh. MU thực sự choáng váng trước đòi hỏi của Dortmund. Các đội bóng như Man City, Liverpool và Chelsea cũng cho rằng con số này là không thực tế. Sau Antoine Griezmann, Atletico Madrid đang xem xét việc đưa lại Thomas Partey trở lại sân Wanda Metropolitano. Thomas Partey đến Arsenal hồi hè năm 2020 theo dạng phá vỡ hợp đồng trị giá 450 triệu euro. Tuy vậy, Thomas đã không để lại dấu ấn nào và gây nhiều thất vọng. Arsenal gần như mất kiên nhẫn với cầu thủ người Ghana. Huấn luyện viên Diego Simeone cần gia cố hàng tiền vệ để nuôi tham vọng chinh phục La Liga lẫn Champions League, nên muốn đưa Thomas trở lại Madrid. Atletico Madrid muốn mượn Thomas trong nửa năm, cùng với điều khoản mua đứt sau khi mùa giải 2021-2022 kết thúc. Real Madrid xem xét chiêu mộ Jules Koundé trong mùa hè năm sau để đá cặp cùng với trung vệ Eder Militao. Theo Ficharis, Madrid đã triển khai kế hoạch chuyển nhượng trong mùa giải mới và Koundé là mục tiêu quan trọng. Koundé không muốn ở lại sân Sanchez Pizjuan lâu dài. Anh từng yêu cầu ban lãnh đạo Sevilla cho phép mình ra đi. Trong thời gian qua, MU và Chelsea là hai đội bóng nổi quyết tâm có Koundé nhất. Dù vậy, The Blue đã có vẻ rút lui để chuyển hướng sang Nick Lazio, Matthias De Ligt. Real Madrid sẽ quyết đấu với MU để giành Koundé.
câu lạc bộ Hoàng gia Tây Ban Nha hy vọng hậu vệ người Pháp sẽ chọn ở lại môi trường quen thuộc như La Liga. Cách đây vài ngày, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã gửi công văn xin phép các cơ quan có thẩm quyền về việc đón khán giả vào sân Mỹ Đình trong hai trận đấu sắp tới của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, trong cuộc họp sáng nay 20 tháng 10, đề xuất này chưa nhận được sự đồng thuận. Như vậy, khán giả sẽ không được vào sân xem hai trận đấu sắp tới của tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình vào ngày 11 tháng 11 gặp Nhật Bản và ngày 16 tháng 11 gặp Ả Rập Xê Út. Đây là bất lợi khá khá cho các cầu thủ chúng ta khi sẽ không có được sự cổ vũ của người hâm mộ và cả áp lực cho đội khách. Bản tin tối ngày hôm nay của chúng tôi xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm của các bạn.